Cậu bé này ngày nào cũng đi học muộn, thầy hiệu trưởng bảo cậu gọi phụ huynh tới làm việc. Cậu bé run rẩy nói rằng: "Thưa thầy, bố em đã đi làm rồi ạ." "Vậy thì ngày mai tới mau đi đi." "Thưa thầy, bố em làm xa mấy ngày nữa mới về." "Vậy thì bảo mẹ em tới." "Thưa thầy, mẹ em đang bị bệnh nặng ạ." "Đừng có viện cớ mà giỡn mặt với tôi nghe chưa." Thầy giáo của cậu bé thấy vậy bèn tới giải thích với thầy hiệu trưởng rằng thành tích học tập của cậu bé rất tốt, lại nghiêm túc chấp hành quy định, có lẽ không phải cố tình đến muộn đâu. Nhờ vậy mà hiệu trưởng mới cho cậu bé vào lớp học. Họ không thể ngờ rằng lý do cậu bé tới muộn chính là vì nhà nghèo tới mức chỉ có một đôi giày cho hai anh em đi học mà thôi. Cậu bé đó tên là Ali. Vài hôm trước cậu đi sửa giày giúp em gái, trên đường về chợt nhớ ra chuyện mẹ nhờ mình mua một ít khoai tây. Thế là cậu đã để đôi giày mới sửa xong ở trên thùng hàng ngoài cửa rồi đi vào trong mua khoai. Nhưng vì nhà nghèo nên ông chủ không cho Ali chọn khoai to, mà bắt cậu bé cúi xuống nhặt những củ khoai bé tí. Cho dù là vậy, Ali vẫn chẳng có tiền trả ngay mà phải ghi nợ ở đó. Sau khi ra ngoài, cậu bé hốt hoảng khi thấy đôi giày của em gái đã biến mất. Hóa ra ban nãy khi Ali đi vào chọn khoai thì có một người đi qua tưởng đó là rác nên đã mang đi. Ali tìm kiếm khắp nơi khiến cả sạp hàng đổ xuống. Ông chủ tức giận liền chạy tới đánh đuổi cậu bé đi. Vừa về tới nhà, Ali đã thấy chủ nhà tới đòi tiền thuê nhà mà gia đình cậu nợ vài tháng trước. Cậu bé cũng không dám nói chuyện đôi giày cho mẹ biết. Sau khi vào nhà, em gái Zara hỏi cậu tại sao không mang giày về. Ali chỉ đành kể cho em biết mọi chuyện. Nghe xong, Zara vội bật khóc nức nở bởi vì không có giày thì cô bé không thể tới trường. Ali cầu xin em gái đừng nói chuyện này cho mẹ, cậu sẽ giúp em đi tìm đôi giày đó về. Nói rồi cậu chạy một mạch quay lại cửa hàng nhưng vẫn không thể tìm được giày của Zara, thậm chí còn bị ông chủ mắng cho một trận té tát. Tối hôm đó bố vừa về tới nhà đã mắng Ali, con biết rõ mẹ bị bệnh không thể làm việc nặng mà còn không biết giúp đỡ. Chỉ biết ra ngoài chơi bời lêu lổng, Ali bật khóc nức nở. Trách nhiệm của mày ở cái nhà này là gì hả? Ăn ngủ rồi chơi bời đàn đúm sao? Mày không còn là trẻ con nữa, mày đã 9 tuổi rồi đó con trai. Đừng suốt ngày khiến tao điên lên như thế. Có lẽ nghèo đói đã làm cho ngôi nhà này tràn đầy sự uất ức và mệt mỏi. Tối đó khi hai anh em đang làm bài, Zara lén lút hỏi anh trai xem mai nên đi học thế nào. Đi dép tới trường thì sẽ bị thầy mắng. Ali bảo em gái hãy đeo giày của mình, bởi vì thời gian đi học của hai anh em lệch nhau cho nên sau khi Zara tan học có thể đưa lại giày cho Ali. Thấy em gái có vẻ khó chịu, cậu bèn tặng bút chì của mình cho em coi như bồi thường. Cậu hiểu rằng nếu như nói chuyện này cho bố mẹ biết thì sẽ lại tăng thêm gánh nặng cho cái gia đình này. Mặc dù không muốn nhưng hôm sau Zara vẫn đeo giày của anh trai đi học. Vì không muốn bị cười chê nên cô bé cố tình đi nhanh hơn và giả vờ như không có gì. Nhưng khi học thể dục cô bé vẫn thấy tự ti không biết nên giấu chân đi đâu. Đợi mãi mới tới giờ tan học, Zara lập tức chạy như bay về nhà bởi vì anh trai đang chờ cô ở đó. Hai anh em nhanh chóng thay giày. Sau đó tới lượt Ali chạy xe gió tới trường. Một đôi giày cũ nát bỗng nhiên trở thành niềm hy vọng của hai anh em họ. Nhưng cho dù Ali chạy nhanh tới mấy thì cũng đã muộn học. Sau khi tan học, Ali buồn bã quay về nhà. Cậu dặn em gái mình lần sau nhớ về sớm hơn một chút nhé. Bởi vì hôm nay anh đã đến lớp muộn, Zara giải thích rằng mình đã cố gắng hết sức chạy về nhà. Lúc này Ali lo lắng hỏi em đã nói với mẹ chưa. Em chưa nói đâu và sẽ không bao giờ nói. Nhưng khi thấy đôi giày vừa rách vừa bẩn của Ali, Zara chê bai nói mình không muốn đeo nó đi học. Ali nghe xong cũng bật cười, sau đó ngồi xuống cùng em gái giặt giày. Cô em dùng bột giặt thổi thành một quả bóng, Ali liền thổi một quả bóng to hơn. Niềm vui nhỏ bé ấy không ngờ lại có thể xóa tan hết những phiền lo của hai đứa trẻ nghèo tội nghiệp. Không ngờ tối hôm đó lại đổ mưa to, Zara gọi Ali dậy để ra ngoài lấy giày vào nhưng hôm sau giày vẫn không kịp khô. Zara chỉ có thể đeo đôi giày ướt nhẹp đi tới trường. Khi đi qua một cửa hàng bán giày, cô bé liền đứng lại ngắm nghía và ao ước có một đôi giày mới. Hôm nay là bài kiểm tra giữa kỳ. Bởi vì sợ anh trai muộn học nên Zara đã làm bài thi qua loa rồi nộp cho cô giáo. Sau đó lại tiếp tục chạy về nhà, nhưng đôi giày này quá lớn với cô bé. Trong lúc đi qua con mương, một chiếc giày đã vô tình rơi xuống. Cô bé vội vàng đuổi theo chiếc giày nhưng nước chảy quá nhanh. Cứ mỗi khi Zara sắp nhặt được thì lại bị hụt tay. Dù chiếc giày ở ngay trước mặt nhưng cô bé vẫn không thể chạm được vào. Cho đến khi chiếc giày bị mắc kẹt dưới hố cầu cùng với đống rác, Zara tủi thân tới mức bật khóc nức nở. May mà một ông chú tốt bụng đi tới giúp cô bé đẩy đống rác ở đó ra. Rồi lại có thêm một người khác giúp cô vớt chiếc giày đó lên. Nhưng quá trình nhặt giày tốn quá nhiều thời gian. Sau khi tới địa điểm đã hẹn sẵn, cô bé bèn tháo đôi giày ra ném cho Ali. Sau đó nói rằng mình sẽ không đeo nó thêm lần nào nữa. Ali tức giận mắng em về quá muộn còn làm ướt đôi giày nữa. Zara giải thích do đôi giày này quá to cho nên đã rớt xuống mương. Ali lại cho rằng cô đang kiếm cớ nói dối. Rõ ràng là lỗi của anh. Anh đã làm mất giày của em. Mau đi tìm đi, nếu không em sẽ mách bố. Anh không sợ bị đánh đâu. Bố nói rằng cuối tháng này mới có tiền vậy nên bố mới phải đi vay mượn.
anh cứ tưởng em hiểu điều đó chứ. Zara cũng không nói gì nữa, còn Ali thì vội vàng thay giày rồi chạy tới trường. Không ngờ lại bị hiệu trưởng bắt gặp. Hiệu trưởng hỏi cậu bé sao thường xuyên đi muộn như thế. Ali vội vàng giải thích do vừa rồi giày của em rơi xuống mương ạ. Hiệu trưởng bèn cúi đầu nhìn đôi giày của cậu bé, nhưng chiếc tất sạch trong túi quần đã bán đứng cậu. Hiệu trưởng cảnh cáo Ali nếu lần sau còn làm vậy thì sẽ gọi phụ huynh tới trường. Ali thất vọng quay về lớp học. Lúc này có một người bạn rủ cậu đi đá bóng, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình và em gái, Ali đã thẳng thừng từ chối. Không ngờ cậu bé kia lại đứng lên sỉ nhục Ali. Thằng nhà nghèo không có tiền mua giày đá bóng chứ gì. May mà có thầy giáo đứng ra cắt ngang. Thầy giáo tuyên bố Ali lại tiếp tục đứng nhất lớp trong kỳ thi giữa kỳ. Điều này giúp cho cậu bé cảm thấy được an ủi phần nào. Sau khi về nhà thấy Zara vẫn còn giận mình vì chuyện lúc sáng, Ali đã lấy cây bút thầy giáo tặng ra đưa cho em gái. Cuối cùng thì Zara cũng nở nụ cười. Những ngày sau đó, hôm nào hai anh em cũng phải chạy đua với thời gian để kịp giờ vào lớp. Cho tới một hôm, Zara đã thấy đôi giày bị mất của mình ở sân thể dục. Cô bạn Roya đang đeo đôi giày đó. Sau khi tan học, cô bèn bám theo Roya khiến cho Ali lại tiếp tục đi học muộn. Lần này, hiệu trưởng yêu cầu Ali về nhà gọi bố mẹ tới. May mà Ali đã gặp được thầy giáo chủ nhiệm. Thầy giáo của cậu bé thấy vậy bèn tới giải thích với thầy hiệu trưởng, nói rằng thành tích học tập của cậu bé rất tốt, lại nghiêm túc chấp hành quy định của nhà trường, nhờ vậy mà thầy hiệu trưởng mới cho cậu vào lớp. Tan học, Ali bèn dẫn em gái tới nhà tìm cô bạn Roya, nhưng sau khi chứng kiến cô bé Roya có một người cha mù luôn cố gắng vì gia đình, hai người cũng thấy mềm lòng quyết định không đòi lại đôi giày ấy nữa. Dù nghèo nhưng trong tâm của hai đứa trẻ luôn có chỗ cho sự lương thiện. Ngày nọ, bố đã mượn một bộ dụng cụ làm vườn từ một người bạn. Người bạn đó nói với bố Ali rằng có thể đi làm vườn để kiếm thêm tiền. Hôm sau, ông đã cùng con trai đến vùng ngoại ô giàu có ở Bắc Tehran để tìm công việc làm thêm. Hai cha con quê mùa đi trên chiếc xe đạp hoàn toàn lạc quẻ với thành phố phồn hoa này. Họ đi xe đạp qua cầu rồi lại đẩy xe lên đồi. Khi tới nơi thì đã mệt tới mức thở không ra hơi. Bố quyết định làm mẫu cho Ali trước, sau đó mới đi tới nhà họ xin việc. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên ông cứ lắp bắp mãi không nói thành lời. Gia chủ còn tưởng ông có ý định quấy rối họ nên tính báo cảnh sát. Thế là hai bố con sợ hãi vội nhảy lên chiếc xe đạp bỏ chạy. Người bố không hiểu mình đã làm sai điều gì. Khi tới được ngôi nhà thứ hai, người đàn ông sống cả đời trong khu ổ chuột vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Ông lắp bắp nửa ngày không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Ôi. Thấy vậy, Ali liền nói, chúng tôi là người làm vườn thưa ngài, chúng tôi có thể phun thuốc cho cây và đào vườn, còn có thể tỉa cành nữa ạ. Tuy rằng bị từ chối nhưng Ali đã giúp bố mình cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Sau đó hai người họ lại đi tới từng nhà một, nhưng chẳng có ai cần những người làm vườn như họ cả. Khi đang chuẩn bị rời đi thì một ông lão dẫn theo cháu mình đã gọi hai bố con họ lại. Tất cả là do cuộc trò chuyện đầy chân thực và vui vẻ của Ali với cậu bé ban nãy. Nhờ vậy mà bố Ali đã có được công việc đầu tiên. Ali phụ trách chơi cùng với cậu chủ nhỏ, còn bố thì bận bịu với công việc trong vườn. Cho tới khi cậu chủ nhỏ mệt tới mức ngủ thiếp đi thì bố của Ali cũng đã xong việc. Chủ nhân ngôi nhà đưa cho họ một số tiền hậu hĩnh. Trên đường về, bố nói rằng không ngờ công việc này kiếm được nhiều tiền như thế. Sau này, ông sẽ cố gắng nhận thêm việc khi tan làm để kinh tế gia đình bớt khó khăn hơn, thậm chí còn muốn mua một số thực phẩm bổ sung cho vợ. Ali nhân cơ hội xin bố mua giày mới cho Zara. Ông cũng vui vẻ đồng ý, còn nói sẽ mua cho cả hai đứa con. Ai ngờ khi xuống dốc, chiếc xe đột ngột mất phanh. Hai người đâm thẳng vào cái cây bên đường ngã sóng xoài ra đất. Hai bố con không chỉ bị thương mà chiếc xe đạp lại còn hỏng. Vậy là tiền kiếm được đều dùng hết vào việc sửa xe đạp. Sau khi về nhà lại nhận được tin chủ nhà tới đây đòi tiền thuê. Ali nghe được cuộc trò chuyện đó cũng hiểu rằng kế hoạch mua giày cho Zara đã tan tành. Cậu không ngờ rằng chiếc bút mực mình tặng cho em gái đã bị Roya nhặt được vào sáng hôm sau. Zara bận đi đổi giày với anh trai nên không phát hiện ra điều đó. Khi tới trường, Ali thấy được cơ hội có thể giúp em gái lấy được đôi giày mới. Trên tỉnh có tổ chức một cuộc thi chạy bền, giải ba chính là một đôi giày thể thao mới cứng. Ali thấy vậy thì rất vui mừng. Cho dù giải nhất và giải nhì tốt hơn nhưng giờ đôi giày của em gái mới là thứ cậu quan tâm nhất. Cậu tới tìm thầy thể dục nói muốn đăng ký tham gia cuộc thi, nhưng thầy giáo lại bảo rằng buổi tuyển chọn đã kết thúc. Ali vẫn đứng sau không ngừng cầu xin. Thầy giáo hét ầm lên rằng thời gian đăng ký đã kết thúc từ lâu, rồi trực tiếp đuổi Ali ra khỏi phòng. Em xin thầy em chạy nhanh làm đó. Em sẽ bỏ lại mọi người phía sau. Em hứa em sẽ chiến thắng mà. Cuối cùng thì thầy giáo thể dục cũng động lòng mà đồng ý cho cậu tham gia thử một lần. Có điều ông thầy không ngờ là Ali có thể chạy nhanh tới vậy. Tất cả bởi vì mỗi ngày cậu đều phải chạy thật nhanh tới trường do sợ muộn học. Sau khi về nhà, cậu vui vẻ kể chuyện này cho em gái. Zara lo lắng hỏi nếu không lấy được giải ba thì sao? Anh chắc chắn sẽ được giải ba mà, em cứ yên tâm. Thấy vậy, Zara cũng một nở nụ cười vui sướng. Hôm sau, Roya cầm chiếc bút mực mà cô bé nhặt được tới trả lại cho Zara. Zara cúi xuống nhìn chiếc giày của mình rồi lại nhìn cây bút trong tay Roya.
Cuối cùng cô quyết định im lặng rồi nở một nụ cười. Kể từ đó hai người họ trở thành bạn thân. Vào ngày Ali tham gia thi đấu, Sarah phát hiện Roya đã có một đôi giày mới. Cô vội vàng hỏi đôi giày cũ của cậu đâu rồi. Không ngờ Roya lại nói mẹ cô bé đã lấy đi nhóm bếp rồi. Zara tức giận hỏi Roya tại sao lại vứt đôi giày đó đi. Người bạn đáp lại rằng đôi giày đó đã hỏng tới mức không thể đi được nữa. Zara cúi đầu xuống nhìn đôi giày mới trên chân Roya, sau đó thất vọng quay người rời đi. Cùng lúc này, Ali đã được thầy thể dục đưa tới cuộc thi, nhìn những người khác có gia đình tới cổ vũ, có người còn đeo giày chuyên nghiệp. Ali cảm thấy rất hồi hộp vì mục tiêu của cậu chính là giải ba để giành được đôi giày cho em gái, chứ không phải muốn tham gia chạy bình thường. Tiếng súng vang lên, tất cả học sinh đều lao về phía trước, các em đều tỏ ra rất sung sức. Thời gian qua đi, có người không chịu được nên đã từ bỏ. Có người ngã xong thì cũng không đứng lên chạy nữa. Ngược lại, Ali chưa từng có ý định từ bỏ, bởi vì trong đầu cậu luôn nghĩ tới hình ảnh Zara phải chạy như điên từ trường về cho kịp giờ. Nhớ tới lúc mình trách mắng em gái khi cô bé vô tình làm ướt đôi giày, rồi tới nụ cười của Zara khi nghe tin anh trai cam đoan thắng cuộc thi. Nghĩ tới đây, Ali chạy càng lúc càng nhanh, cậu từng bước vượt qua đối thủ, cho tới khi trước mặt đã không còn ai, cậu mới từ từ chạy chậm lại. Sau đó cố tình để cậu bạn phía sau vượt qua rồi dần dần lùi về vị trí số 3. Khi người thứ tư muốn vượt lên, cậu lại tiếp tục tăng tốc không để đối phương vượt qua. Chẳng thể ngờ rằng cậu bạn đó lại chơi xấu, cố tình đẩy ngã Ali. Ali bất chấp nỗi đau đứng lên chạy tiếp, bởi vì đích đến ở ngay trước mặt, nếu không nhanh thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Có lẽ cú ngã ban nãy đã khiến Ali hạ quyết tâm. Sau khi đứng lên, Ali chạy nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí còn quên cả việc phải đứng ở vị trí thứ 3. Hiệu trưởng đi tới khen ngợi cậu, nhưng Ali chỉ để ý tới việc mình có được giải ba hay không. Tại sao lại là giải ba? Em được giải nhất rồi đó. Giỏi quá đi, em chính là quán quân của cuộc đua này. Lần này em thắng chắc rồi. Người ta giành được giải nhất thì vui mừng ra mặt, còn Ali giành giải nhất lại bật khóc nức nở giữa đám đông, bởi vì cậu đã không hoàn thành lời hứa lấy được đôi giày cho em gái. Sau khi về tới nhà, Zara nhìn anh trai với ánh mắt đầy mong đợi. Khi thấy Ali cúi đầu không nói gì và vết xước trên quần, dường như cô bé đã có đáp án. Ali còn chưa kịp mở lời thì tiếng khóc của đứa em nhỏ trong nhà vọng ra. Zara vội vàng chạy vào nhà chăm sóc cô em út. Ali ngồi bên cạnh hồ cá rồi tháo đôi giày đã cũ nát của mình. Trên chân cậu bé nổi đầy mụn nước do cuộc thi vừa rồi. Dù nhà Ali rất nghèo nhưng mỗi thành viên đều rất cố gắng vì một cuộc sống tươi đẹp hơn. Khi những khó khăn đó qua đi rồi thì hạnh phúc sẽ tới. Có lẽ trong cuộc sống chúng ta không nhất thiết phải trở thành người đứng đầu, mà việc chúng ta cần làm đó là hoàn thành những mục đích của mình đã đề ra. Giống như cậu bé Ali, cậu chỉ cần giành được hạng 3 để mang đôi giày mới về cho em gái. Bởi vì thứ cậu cần nó đáp ứng được cuộc sống của cậu chứ không phải hư vinh của giải quán quân. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.